Hello students, how are you? Welcome to our lesson. My name's Gong and I'm from Võ Thành Trang School. Today we continue the unit 4, a close look to skills 1 and looking back. Now, before we start, I suggest you should prepare a notebook and a pen yourself. Now, we come to the first one. A close look to. In this lesson, we will review the grammar point, should or shouldn't. As we know, should or shouldn't are used to give the advice to somebody. Như các bạn biết, cấu trúc should và shouldn't dùng để đưa ra lời khuyên đối với một ai đó. Và sau should hoặc shouldn't, chúng ta cộng cho động từ nguyên mẫu. For example, it's sunny, you should wear a hat. Trời có nắng đó, bạn nên mang theo nón. You shouldn't eat too much chocolate. Bạn không nên ăn quá nhiều sô-cô-la. I think he should leave now because it's too late. Tôi nghĩ rằng anh ấy nên đi ngay bây giờ bởi vì đã quá trễ rồi. Okay, let's practice should and shouldn't. Now, you have 2 minutes to complete the exercise 1. Look at the pictures and complete the sentences with should or shouldn't. Các bạn có 2 phút để nhìn vào các bức ảnh sau đây và hoàn thành các câu gợi ý phía dưới áp dụng cấu trúc should và shouldn't. Okay, time's up. Number 1. You should respect old people. Bạn nên tôn trọng người lớn tuổi. Number 2. According to tradition, you shouldn't sweep the floor on the first day of third. Theo truyền thống thì chúng ta không nên quét nhà vào ngày đầu năm mới. Number 3. Children should take things from adults with both hands. Trẻ em nên nhận đồ vật từ người lớn bằng cả hai tay. Number 4. You shouldn't wear shorts when going to the pagoda. Bạn không nên mặc quần ngắn khi bước vào trong chùa. Number 5. You should bring a gift when visit someone's house. Bạn nên mang thêm một món quà khi bạn đến thăm nhà của một ai đó. Now, let's continue. Do the exercise 2, match the situations in A and the advice in B. Các bạn hãy nối các tình huống ở cột A với các lời khuyên tương ứng ở cột B. Các bạn có 2 phút để chuẩn bị.
Okay, time's up. Number one, your sister is chewing and talking at the same time. Em gái của bạn vừa nhai và vừa nói chuyện. Vậy chúng ta đưa ra lời khuyên. You shouldn't do that. It's not very polite. Em không nên làm như thế. Nó không lịch sự tí nào cả. Number two, your brother is noisy at the pagoda. Em trai của bạn thì rất ồn ào tại chùa. Shh, you should be quiet in here. Shh, em nên giữ im lặng ở đây chứ. Number three, your foreign friend has been invited to dinner in a Vietnamese house. Người bạn nước ngoài của bạn được mời đến ăn tối tại một ngôi nhà của người Việt Nam. After taking food from the plate, you should put it into your bowl before eating. Sau khi lấy thức ăn ra khỏi dĩa, bạn nên đặt nó vào trong chén của bạn trước khi ăn. Number 4. You don't know what to do when going into a Japanese house. Bạn không biết làm gì khi vào nhà của một người Nhật. You should take off your shoes at the entrance. Bạn nên cởi giày của bạn ra tại lối vào. Number 5. You have been invited to dinner with a British family. Bạn được mời đến ăn tối với một gia đình người Anh. You should arrive on time. Bạn nên đến đúng giờ. Alright, let's come to the next grammar point. Have to. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một động từ khiếm khuyết, đó là have to. Và khi dịch, chúng ta dịch là phải làm gì. Have to is used to talk about things that are important because of rules or situations. Động từ khiếm khuyết have to dùng để nói về những điều quan trọng chúng ta phải làm bởi vì nó liên quan đến những quy định, luật pháp hoặc những tình huống bắt chúng ta làm. Về công thức, các bạn chú ý, chúng ta có chủ ngữ cộng have to hoặc has to cộng động từ nguyên mẫu. Thì khi chủ ngữ là số nhiều hoặc I, you, we, they, chúng ta dùng là have to. Và khi chủ ngữ là danh từ số ít hoặc he, she, it, chúng ta sẽ dùng là has to. Các bạn lưu ý nhé. Phủ định, chủ ngữ cộng don't have to hoặc doesn't have to cộng động từ nguyên mẫu. Và khi dịch sang tiếng Việt, chúng ta dịch là không cần phải làm gì, diễn tả sự không bắt buộc. Nhớ giùm thầy nhé. Câu hỏi, do hoặc does cộng chủ ngữ cộng have to và động từ nguyên mẫu. For example, students have to wear uniform. Học sinh phải mặc đồng phục. It's Sunday tomorrow. You don't have to get up early. Ngày mai là chủ nhật, bạn không cần phải thức dậy sớm. Okay, let's do the exercise 3. Complete the sentences with the correct form of have to. You have 2 minutes to complete. Các bạn hãy hoàn thành các câu bên dưới sử dụng hình thức đúng của động từ khiếm khuyết have to. 2 phút chuẩn bị bắt đầu.
Okay. Number one, my mother says that I have to be home by 9 p.m. sharp. Mẹ của tôi nói rằng tôi phải ở nhà trước đúng 9 giờ tối. Number two, we have to go now because our dad is waiting for us. Chúng ta phải đi ngay bây giờ thôi bởi vì cha chúng ta đang chờ chúng ta đó. Number three, she has to wear that costume because it's the family tradition. Cô ấy phải mặc cái trang phục đó bởi vì đó là truyền thống của gia đình. Number four, in the past, men had to wear áo dài, but today they didn't have to wear it. Thời xưa, người đàn ông phải mặc áo dài, nhưng ngày nay họ không cần phải mặc nó nữa. Number five, before leaving the dinner table, does your son have to ask for permission? Trước khi rời khỏi bàn ăn, con trai của bạn có phải xin phép hay không? Number six, we didn't have to go to school today because it was raining heavily. Chúng ta không phải đến trường vào ngày hôm nay đâu bởi vì trời đang mưa rất to. Okay, before we come to the last exercise of this part, I have something to remind you. Trước khi chúng ta đến bài tập cuối cùng của phần ngày hôm nay, thầy có một số lưu ý sau đây. Các bạn ghi chép cẩn thận nhé. Đối với cấu trúc have to or has to, chúng ta có thể thay thế bằng cấu trúc be applied to, phải làm gì hoặc bị bắt buộc làm gì. Mustn't or be not allowed to, không được phép làm gì hoặc không được cho phép làm gì. Don't or doesn't have to, we have be not necessary to, không cần phải làm gì hoặc không cần thiết làm gì. Remember to or don't forget to, hãy nhớ làm gì hoặc đừng quên làm gì. Các bạn lưu ý một số cấu trúc sau đây nhé. Now we come to exercise 4. Choose A or B to convey the meaning of the first sentence. Các bạn hãy chọn đáp án A hoặc B sao cho có nghĩa phù hợp với mệnh đề cho sẵn. Number 1. You have to take your hat off when going inside the main worship area of the temple. Bạn phải cởi nón khi vào bên trong khu thờ cúng của ngôi đền. B. You are not allowed to wear your hat. Bạn không được phép đội nón. 2. You don't have to tip in Vietnam. Bạn không cần phải cho thêm tiền tip ở Việt Nam. A. It's not necessary to tip in Vietnam. Thật là không cần thiết khi bạn cho thêm tiền tip ở Việt Nam. 3. Students mustn't run or be noisy in the school building. Học sinh không được phép chạy nhảy hoặc là gây ồn ào ở trong trường học. A. Running and being noisy aren't allowed in the school building. Chạy nhảy và ồn ào không được phép ở trong trường học. 4. In the past, Vietnamese people have to live with their parents even after they got married. Ở thời xưa, người Việt Nam phải sống chung với cha mẹ, thậm chí là sau khi họ kết hôn. B. We are obliged to live with their parents after they got married. Người Việt Nam bị bắt phải sống chung với ba mẹ sau khi họ kết hôn. Right, this is the end of A Closer Look 2. Now we come to the next lesson. Skills 1. Look at the first exercise. Look at the pictures and answer the questions below. Number 1. What are the people doing in each picture? 2. Does your family ever do the same things? Number 1. As you can see, in picture 1, a family is celebrating a birthday. Như các bạn thấy ở bức hình số 1, một gia đình đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Picture 2. People are making trinkets. Ở bức hình số 2, mọi người đang làm bánh chưng. Picture 3. A family is at an amusement park. Ở bức hình số 3 này thì một gia đình hiện đang ở một cái công viên giải trí. Now, number 2. It depends on your own thinking. But I'm sure that your answer is yes. Ở câu hỏi số 2 còn phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi bạn. Nhưng thầy nghĩ rằng câu trả lời các bạn sẽ là có, vì gia đình chúng ta đã ít nhất là thực hiện những hoạt động ở ba bức hình phía trên. Okay, this is the main paragraph of this lesson. As you can see,
This is Mi's presentation on customs and traditions. Đây chính là đoạn văn chính của bài ngày hôm nay. Đoạn văn này nói về những suy nghĩ của Mi về phong tục và truyền thống. Trước khi chúng ta đến tìm hiểu về đoạn văn này, các bạn chú ý một số từ vựng sau đây. Number one, in my opinion. In my opinion. Theo ý kiến của tôi. Two, wedding anniversary. Wedding anniversary. Kỷ niệm ngày cưới. Number three, serve. Serve. Phục vụ. Number four, drill chicken. Drill chicken. Gà quay. Number five, gather. Gather. Tụ tập, tụ hợp. Number six, exist. Exist. Tồn tại. Seven, take part in or participate in. Take part in or participate in. Tham gia. You have 2 minutes to read the paragraph. Bạn có 2 phút để đọc đoạn văn này. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về đoạn văn này, thầy sẽ hỗ trợ dịch đoạn văn này sang tiếng Việt. Các bạn lắng nghe nhé. Theo ý kiến của tôi, phong tục và truyền thống rất quan trọng. Cũng như các gia đình khác, chúng tôi có phong tục và truyền thống riêng. Đầu tiên, có một truyền thống trong gia đình tôi là dùng bữa trưa cùng nhau vào ngày mùng 2 Tết. Mọi người phải ở đó trước 11 giờ. Chúng tôi đã tiếp nối truyền thống này trong 3 thế hệ. Thứ hai, chúng tôi có phong tục là dành ngày Chủ nhật cùng nhau. Chúng tôi thường đi xem phim hoặc đi dã ngoại. Chúng tôi không nhất thiết phải làm như vậy, nhưng nó làm cho gia đình chúng tôi gần gũi nhau hơn. Thứ ba, chúng tôi tổ chức kỷ niệm ngày cưới của ông bà vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 10 bởi vì họ không nhớ chính xác ngày. Phong tục là chúng tôi phải nấu một món ăn mới mỗi năm. Năm ngoái, mẹ tôi nấu món lasagna, một món Ý. Năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị xôi ngũ sắc cùng với thịt gà. Tất cả chúng tôi đều thích phong tục và truyền thống này bởi vì chúng đem đến cho gia đình chúng tôi một cảm giác thân thuộc về nhau. Now, do the exercise 4. Read the test again and answer the questions. Number 1. What are the 3 customs and traditions Mi mentions? 3 phong tục và truyền thống Mi đã đề cập đến là gì? They are having lunch together on the second day of Tết, spending Sunday together,
and celebrating her grandparents' wedding anniversary on the first Sunday of October. 2. What does Mi's family usually do on Sundays? Gia đình của Mi thường làm gì vào những ngày Chủ nhật? They usually go to the cinema or go for a picnic together. 3. What is the date of her grandparents' wedding anniversary? They don't remember. 4. What did they make for the grandparents' wedding anniversary this year? They made 5-color sticky rice served with grilled chicken. 5. Why do they love family customs and traditions? Because they provide a sense of belonging. This is the end of skill 1. Now we come to the last lesson today. Looking back. Now, look at the first exercise. Complete the sentences with the words from the box. Các bạn hãy hoàn thành các câu sau đây sử dụng các từ gợi ý có trong khung ở phía trên. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem đó là những từ gợi ý nào nhé. Cutlery, bộ dụng cụ ăn uống. Worshipping, thờ cúng. Generations, thế hệ. Host, chủ nhà. Wrap, gói, bao bọc. Respect, tôn trọng. Okay, you have 2 minutes to complete. Các bạn có 2 phút để chuẩn bị. One, respect. Chúng ta nên tôn trọng phong tục và truyền thống của chúng ta. Two, worshipping. Nhiều nước trên thế giới có truyền thống thờ cúng tổ tiên. Three, wrap. Bạn không nên gói quà trong giấy màu đen hoặc màu trắng. Four, host. Ở nhiều quốc gia, chủ nhà thường mời mọi người bắt đầu bữa ăn. Five, cutlery. Ở Việt Nam, bộ dụng cụ ăn uống mà chúng ta thường dùng nhất đó là đôi đũa. 6. Generations. Theo truyền thống, theo các thế hệ, gia đình tôi đã thăm ngôi chùa này. Now, we come to the exercise 4. Complete the sentences using should or shouldn't and a verb from the box. Các bạn hãy hoàn thành các câu sau đây sử dụng động từ kiếm khuyết should hoặc shouldn't kết hợp với các động từ có trong khung. Use, sử dụng. Break, phá vỡ. Wait, chờ đợi. Touch,
chạm vào, follow, nghe theo, tuân thủ. Now you have 2 minutes. Number 1. Should wait. Ở Việt Nam, bạn nên chờ người lớn tuổi nhất ngồi trước khi bạn ngồi. 2. Shouldn't use. Ở Việt Nam, bạn không nên dùng tên để gọi người lớn tuổi hơn bạn. 3. Shouldn't break. Bạn không nên thất hứa với trẻ con. 4. Should follow. Nếu bạn là người Việt Nam, bạn nên theo phong tục và truyền thống của bạn. 5. Shouldn't touch. Bạn không nên chạm vào đầu người khác vì nó thật sự không tôn trọng. Now, we come to the last exercise. Underline one mistake in each of the following sentences. Correct it. Hãy gạch dưới một lỗi sai trong các câu sau đây và sửa lại lỗi sai đó. Now, you have 2 minutes.
Câu số 1. Lỗi sai ở đây là has to. Chúng ta nên chuyển thành have to, bởi vì chủ ngữ là you. Câu số 2. Lỗi sai là should. Chúng ta phải chuyển thành shouldn't, bởi vì câu này sai về nghĩa. Mọi người không nên mặc quần ngắn và áo ba lỗ. Điều này là thể hiện sự thiếu tôn trọng. Câu số 3. Lỗi sai là have to has. Chúng ta phải chuyển thành have to have, vì sau have to là động từ nguyên mẫu. Câu số 4. Lỗi sai là should to. Sau should là động từ nguyên mẫu, chúng ta bỏ chữ to đi. Câu số 5. Lỗi sai là have avoid. Chúng ta nên chuyển thành have to avoid. Phụ nữ tránh chạm vào các nhà sư. So, this is the end of the whole lesson today. I hope you have written down carefully. Goodbye.